Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đổi trác dâm và cưỡng dâm trong chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đúng 10 năm từ khi đưa ra quy định số 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có rất nhiều trường hợp xảy ra và đảng mặc dù đã có quy định mới 37. Mặc dù cả hai đều có số hiệu như nhau là 19, nhưng một số điểm mới trong văn bản vừa ban hành được báo chí phân tích rõ ràng. Thế nhưng những điểm mới đó có thể vẫn chưa đủ giữa lúc này ngày càng bật lộ nhiều hơn, đa dạng hơn hiện tượng suy thoái đạo đức trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế là nhiều khi không phải dùng tới tiền bạc mà chỉ mối quan hệ tình ái thôi thì có thể xoay chuyển được những quyết định rất lớn nơi chính trường. Vụ bí thư huyện ủy Cô Tô bị tố hiếp dâm rất có thể như là một lời nhắc nhở giúp Đảng Cộng sản Việt Nam quyết không né tránh để bổ sung một, hai điều cấm nữa mà lâu nay đã thấy nhưng vẫn phải chăng do quá nhạy cảm nên chưa đưa vào văn bản quy định. Đây là hình ảnh bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn bị đình chỉ công tác nhưng chưa có thông tin khởi tố vụ án trong khi hiếp dâm là một tội hình sự. Có thể phần vì sự thiếu đó đã làm cho vụ việc xem ra đang rất khó giải quyết. Đảng, chính quyền, công an địa phương vào cuộc cả tuần nay nhưng vẫn chưa có được thông tin rõ ràng để làm yên dư luận. Cụ thể, sao chưa khởi tố vụ án, câu hỏi này cũng được đặt ra. Một vụ hiếp dâm hay chỉ là một thông dâm hối lộ tình ái nhưng bị lộ rồi vu cáo hiếp dâm luôn. Chẳng phải chỉ ở xứ ta mà khắp các chính trường trên thế giới, chuyện mua bán, trao đổi tình dục, lợi dụng chức quyền để cưỡng dâm đã có rất nhiều. Ở Mỹ, hiện tượng đình đám nhất là cựu Tổng thống Bill Clinton, mà đến giờ đã có cả phim tài liệu về chuyện này của ông ta. Ở Anh mới đây, Bộ trưởng Y tế chỉ vì một nụ hôn bị phát hiện mà dẫn tới mất chức. Ngay cả xứ Cộng sản anh em Trung Quốc, trong nhiều năm nay, chuyện công khai quan chức bị kỷ luật là do suy thái đạo đức kiểu này đã khá phổ biến. Đến độ trong đó có cả vài quan bà với khái niệm trao đổi quyền, tiền, sắc. Từ gần 20 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành quy định cấm đối với đảng viên có tới 178 điều. Vậy mà Việt Nam có vẻ như khác hẳn với thế giới. Chuyện quan chức bị phanh phui những hành động lợi dụng chức quyền để cưỡng dâm và đổi trác hối lộ tình dục để thăng tiến hầu như chưa thấy có. Vụ tai tiếng của bí thư Thừa Thiên Huế Sam Sỡ, nữ nhân viên nhà hàng từ nhiều năm trước, vẫn rất là hiếm và quá nhỏ. Mặc dù thực tế đã xảy ra vô vàn chuyện như thế khắp nơi trong cả nước. Đây là hình ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư Thừa Thiên Huế, anh hùng lao động, đã bị một cái tát như trời giáng vì dám ghi đầu hôn cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình tại một nhà hàng ngoại ô ở Huế. Sau này, ông Mãn chỉ bị tước danh hiệu anh hùng lao động vì khai man lý lịch mà thôi. Hay mới hơn, vụ cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng dâm ô cháu bé. Còn trường hợp có khả năng nặng là mối quan hệ tình cảm cá nhân của Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh với một chủ doanh nghiệp, cùng lắm cũng chỉ thuộc loại bán dâm. Vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể thao bị tội hiếp dâm cũng tương tự, tất cả đều chưa ở cấp độ mang tính chính trị như đổi trác dâm ô nơi công sở nhằm phục vụ thăng quan tiến chức. Phải chăng trong lĩnh vực này Việt Nam nghiêm hơn các xứ khác nên ít bị có như vậy, câu hỏi được đặt ra. Nhưng đồn thổi ngoài xã hội và thông tin trên mạng lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại đang diễn ra ở Việt Nam. Một logic tự nhiên khi thực trạng đạo đức bị suy đồi, tham nhũng khủng khiếp trong hàng ngũ quan chức của đảng viên đương nhiên không tránh khỏi nạn đổi trác tình dục. Có ít nhất hai lý do để lý giải về chuyện thầm kín nơi công sở liên quan đến mua quan bán chức ở Việt Nam khác với thiên hạ, khó được phanh phui. Thứ nhất, do có một thời gian quá dài nên việc tuyên truyền về đạo đức của người Cộng sản quá mạnh. Vô đạo đức thì được che giấu để phục vụ cho thắng lợi trong chiến tranh và tất nhiên cả sự chính danh của đảng. Nay tập quán đó vẫn chưa thay đổi. Đây là hình ảnh Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như bởi người chồng của cô Như là cán bộ công an cấp dưới của Thượng tá Hà. Thứ hai là chưa quyết liệt diệt trừ tham nhũng. Đây là điểm dễ dàng thấy khi so sánh với Trung Quốc.
đối chiếu quy định những điều cấm đối với đảng viên giữa hai đảng vẫn có thể thấy rất rõ điều này. Có vẻ như những điều cấm của Đảng Cộng sản Việt Nam nặng về những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa quá, tức là quá sợ đảng viên có quan điểm chính trị lệch lạc mà nhẹ đối với loại đạo đức suy đồi. Những quan chức tham nhũng thường lại là những đảng viên cao giọng rằng đạo đức cách mạng hơn cả. Có thể họ chiếm thành phần áp đảo để hình thành nên quy định cấm đảng viên. Một khi trong nội bộ cấp cao của đảng chưa thống nhất với những nội dung cần cấm đối với đảng viên sao cho nghiêm khắc hơn, bao quát hơn với những biểu hiện suy thoái đạo đức, thì đáp án cuối cùng vẫn là phải là dân chủ trong đảng. Đáng tiếc là trong 19 điều cấm nói trên, việc quy định quá chung chung ngay ở điều 1 như cấm, nói, viết hoặc làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ của đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng. Lại đã cản trở những phản biện tố cáo của đảng viên về hiện tượng suy thoái đạo đức của quan chức. Những đảng viên có chức quyền tham nhũng rất dễ lợi dụng điểm chưa rõ ràng cụ thể đó để trừng phạt đảng viên quần chúng cấp dưới tố cáo mình. Đây là hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lấy cô vợ trẻ là nữ đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm. Tuy nhiên, cô Huyền Tâm trước đó lại có quan hệ với ông Nông Đức Tuấn, con trai ông Nông Đức Mạnh. Đây là thông tin được chia sẻ rất nhiều. Trở lại vụ việc Bí thư bị tố hiếp dâm nói trên để làm một ví dụ. Nếu các cấp dưới không sợ quyền lực của cấp trên, không bị bó buộc quá mơ hồ vào việc tố cáo, phản đối hành vi sai trái, thì làm sao có thể dẫn đến hiện tượng cả một nhóm người như tham gia vào một vụ việc suy đồi như vậy được. Cho nên, ngoài việc cần phải sửa đổi, bổ sung những điều cấm đối với đảng viên liên quan đến tệ nạn đổi trác tình dục, còn cần phải sửa theo hướng dân chủ, cởi mở hơn. Không có vùng cấm, nói mới có thể không có vùng cấm xử lý được. Cũng về chuyện quan chức dâm ô, dư luận còn chưa quên vụ ông Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh dâm ô một cháu bé gái ngay trong thang máy. Cũng chờ có camera an ninh trong thang máy mà sự việc được công luận biết đến và lên tiếng mạnh mẽ. Tối ngày 22 tháng 5, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đã chính thức bị truy tố theo hồ sơ của Viện Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh. Đài VTC đã đưa tin như vậy. Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù. Việc truy tố ông Linh là kết quả phần lớn dư luận mong chờ hơn một tháng kể từ khi ông Linh bị trông thấy ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư tại quận 4 hôm 1 tháng 4. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh ra tòa trong sự săn đón của phóng viên. Đoạn clip dài gần một phút lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bé gái cố bước đến cửa thang máy nhưng bị ông Linh kéo lại để ôm và sờ soạng. Khi cánh cửa mở, bé vội chạy ra ngoài. Trước đó, ngày 20 tháng 4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong 20 ngày. Khi đó, có thông tin ông Linh biến mất khỏi nơi cư trú ở Đà Nẵng. Tuy nhiên sau đó, truyền thông bác thông tin này khi ông Linh đang làm việc với cơ quan điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy gia đình đề nghị không khởi tố ông Linh, vụ việc vẫn khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều cơ quan ban ngành lên tiếng đòi phải khởi tố, xử lý nghiêm ông Linh. Trong một vụ việc riêng biệt vào hồi tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã bị kết án 3 năm tù giam về tội dâm ô với hai cháu bé hồi năm 2014. Nhưng vụ việc ông Thủy được hưởng án treo khiến nhiều người rất bức xúc. Vụ việc của ông Linh đã gây ra nhiều bức xúc hơn trong dư luận vì hình ảnh camera cho thấy rõ hành vi của ông Linh và đồng thời ông Linh từng là một quan chức trong ngành tư pháp. Vụ việc lại xảy ra sau khi có một vụ quấy rối tình dục trong thang máy ở Hà Nội, nơi kẻ quấy rối là ông Đỗ Mạnh Hùng chỉ bị phạt hành chính với số tiền có 200.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Đổi trác dâm và cưỡng dâm trong chính trường Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de cũng như bấm nút ủng hộ tờ Thời báo .de tại đây để chúng tôi có thể phục vụ các bạn những bản tin mới tốt hơn.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và mời các bạn xem bản tin lần tới. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin livestream Nguyễn Phương Hằng, Việt Nam điều tra phát ngôn báo chí cộng sản. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam điều tra phát ngôn về báo chí cộng sản trong các buổi phát hình trực tiếp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức. Cục Phát thanh và Truyền hình Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vào ngày 14 tháng 11 đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến phát ngôn được mô tả là có dấu hiệu xúc phạm nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là vào ngày 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Khu Du lịch Đại Nam, tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại Khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Buổi giao lưu này được phát trực tiếp trên trang Facebook, YouTube với sự tham gia của một số khách mời. Đáng lưu ý là trong các phát ngôn của khách mời tham dự buổi giao lưu trực tiếp này có nội dung cho rằng báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Đây là hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream truyền hình trực tiếp vào tối ngày 25 tháng 5 với số tiền khoảng gần 14 tỷ đồng làm từ thiện bị ngâm 6 tháng của danh hài Hoài Linh. Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn như trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc trên. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục trước ngày 30 tháng 11, tờ báo Sinh News đã chia sẻ như vậy. Trong clip trên YouTube dài khoảng 4 giờ 45 phút, người ta thấy MC của chương trình giới thiệu mục đích của buổi giao lưu này là để phơi bày điều mà ông gọi là các chiêu trò nhằm hạ uy tín vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Và sau khi có việc, bà Hằng dùng mạng xã hội phanh phui điều được gọi là mảng tiêu cực của một số văn nghệ sĩ, trong đó có những người tham gia quyên và phát tiền từ thiện. Video này cho thấy khán giả đã khá đông là những người ngồi nghe các diễn giả, trong đó có vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng giải thích về những việc xảy ra trong 7 đến 8 tháng vừa qua. Nội dung buổi giao lưu, điểm gây tranh cãi mà Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu điều tra dường như là phát biểu của YouTube Long Ngô khi ông này nói như sau. Bọn văn nghệ sĩ được bọc lót rất kỹ bởi báo chí, truyền thông và phản động. Bây giờ báo chí của Cộng sản lại chung với lại phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng thì rõ ràng là người dân yêu nước, yêu chính nghĩa đều thấy hết rồi. Đây là hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã phát hình trực tiếp livestream công bố sao kê tiền từ thiện nhằm phản bác lại những cáo buộc của bà Phương Hằng. Một đại gia như chị Hằng đây không cần phải nói lời hoa mỹ mà nói thẳng nói thật thì những lời đó thường là khó nghe và chị Hằng lên tiếng thì trở thành một hiện tượng. Cũng tham gia trong buổi giao lưu này là tiến sĩ Đặng Anh Quân cho biết quan điểm của mình như sau. Chúng ta đề cập tới khái niệm truyền thông ở đây là truyền thông bẩn, báo chí là loại báo chí bẩn. Tức là bản thân tờ báo thì không có thương hiệu và tờ báo không có lỗi, mà vấn đề là nhà báo biến chất làm việc cho tờ báo đó mới là người có vấn đề. Tức là họ đã lợi dụng chức vụ và công việc tại tờ báo đó cùng với thành phần biên tập đưa lên bài viết đó, chứ bản thân tờ báo đó là đúng. Báo chí vốn là cơ quan ngôn luận của Đảng, giúp cho nhân dân hiểu về đường lối chính sách của Đảng, giúp người dân hiểu về văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cho nên, chỉ có một số nhà báo bẩn mới đi xuyên tạc đả kích các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp lớn, cho nên chúng ta phải hiểu đúng và đừng quy kết các tờ báo. Đây là hình ảnh nhà báo Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng đã gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Tiến sĩ Đặng Anh Quân nói thêm, từ khi các chương trình truyền hình thực tế du nhập vào Việt Nam, chúng ta bị mất đi cơ hội cội nguồn, đón nhận những thứ ngoại lai. Một số nghệ sĩ tham gia vào các chương trình đó có những câu nói tạo ra một lối sống giả tạo, ma mị, lừa gạt chúng ta mà chúng ta lại chấp nhận những thứ xấu xa đó. Vị này đã nói như vậy. Còn về phần mình, bà Hằng đã mô tả mình là người phụ nữ có lòng kiêu hãnh và đã bị xúc phạm. Bà nói, tôi là người phụ nữ có lòng kiêu hãnh, nhưng khi tôi nói ra một sự thật thì tôi bị tấn công và bị xúc phạm. Tôi không cho phép ai dẫm đạp lên sự kiêu hãnh của tôi khi tôi bị xúc phạm gọi tên tôi là Nguyễn Phương Hằng ơi, mày hãy làm gì đó, có thể đi và luôn thành công. Thành công là sự
trả thù ngọt ngào nhất. Tôi chưa bao giờ gục ngã và biết sợ, mặc dù tôi có lúc vui và buồn và khóc. Tôi là người có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bà Hằng đã nói như vậy. Còn chồng bà, ông Huỳnh Huy Dũng, một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam thì nói như sau. Thời gian qua, chúng ta đi tìm sự thật và phơi bày sự thật đó ra thì ai cũng thấy rồi. Gần 8 tháng qua, các cháu bị cầm điếc, không bị kéo lưỡi, la ó, sùm và mất tiền và bị lừa nữa, trả lại sự chân chính và uy tín cho ngành y tế của Việt Nam, của ngành đông y Việt Nam, tức là mong sớm dọn rác bẩn y tế. Thứ hai là các nghệ sĩ chân chính, những người làm từ thiện chân chính có cơ hội có mặt trên truyền thông. Dẹp những người giả tu, trả lại những bậc chân tu, tu hành đàng hoàng, làm đẹp những người hướng thiện. Đây là hình ảnh livestream truyền hình trực tiếp của Nguyễn Phương Hằng đang cáo buộc ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai có hành vi loạn luân. Báo chí là cơ quan ngôn luận để phản ánh những điều đang xảy ra trên đất nước, đa phần là tốt nhưng đâu đó cũng có những người mà nhà nước đã nói rồi là kiểu hai mặt. Thì mong là dẹp những kiểu hai mặt đó đi để trả lại sự trong lành tốt đẹp cho những nhà báo hướng đến những giá trị gì tốt đẹp nhất cho đất nước và nhân dân. Nhà nước đã lên tiếng về những việc làm từ thiện, tức là đang điều tra, là tốt lắm rồi, thì hy vọng sẽ hoàn thành việc đó để trả lại sự bình an, ông Dũng đã nói, theo nội dung trong video trên mạng chia sẻ. Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bà phát hình trực tiếp, thu hút gần nửa triệu người xem trực tiếp, đồng thời trên các nền tảng như YouTube, Facebook. Và dùng những tiêu đề như hôm nay chị Hằng sẽ tiết lộ điều gì? Một mình chị Hằng cần hết cả làng báo Việt Nam. Không thể tin được hàng triệu người xúm xít xem một bà giàu có chửi, thật ngán với dân trí Việt Nam. Những ngày này lướt qua các mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bài bình luận, câu cảm thán, hình ảnh gây cười liên quan những buổi phát hình live trực tiếp trên mạng của một người phụ nữ giàu có. Người thì thích, người thì chỉ trích, nhưng tựu chung tất cả đều quan tâm tới nữ doanh nhân này. Đây là hình ảnh buổi phát hình trực tiếp giao lưu với khán giả của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng tại khu du lịch Đại Nam vào hôm 15 tháng 11 đã có 1.000 người tham dự. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã đánh giá với đài BBC tiếng Việt vào ngày 26 tháng 5 rằng đây là một buổi phát livestream vô tiền khoáng hậu, xô đổ mọi kỷ lục, và dưới con mắt của ông, những bước bà Hằng làm là bậc thầy cao thủ về truyền thông. Bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam và là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, một doanh nhân giàu có nổi tiếng tại Việt Nam. Nữ đại gia này trong thời gian gần đây đã gây xôn xao dư luận khi thực hiện hàng loạt các buổi livestream phát hình trực tiếp bóc phốt ông Võ Hoàng Yên cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt Nam. Đỉnh điểm là tối ngày 25 tháng 5, livestream của bà Hằng được chia sẻ trên các kênh Facebook Shell Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng Office, tài khoản Facebook của Trường Đua Đại Nam và kênh YouTube của Trường Đua Đại Nam. Tổng số người xem trực tiếp đồng thời trên các kênh này đạt gần nửa triệu. Riêng trên trang fanpage Shell Nguyễn Phương Hằng đã đạt số người xem kỷ lục là hơn 230.000 người xem trực tiếp cùng lúc. Hiện video livestream trên trang fanpage của bà Hằng đã đạt hơn 4,6 triệu lượt xem, 265.000 lượt thích, hơn 450.000 lượt bình luận và hơn 55.000 lượt chia sẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021 với bản tin livestream Nguyễn Phương Hằng, Việt Nam điều tra phát ngôn báo chí cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de cũng như bấm nút ủng hộ Thời báo .de ở phía dưới. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và chính thể thích dát vàng giả. Trong vài tuần gần đây, những tình tiết liên quan đến chuyện kỷ luật khởi tố hàng loạt viên chức của nhiều ngành, nhiều cấp ở đủ mọi miền của đất nước chỉ khiến thiên hạ thêm ngao ngán về sự mục ruỗng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Sự mục ruỗng này đã đến mức vô phương cứu vãn. Từ làng, xã, huyện đến tỉnh, đầu đầu người dân cũng than vãn vì các quan chức đùa nhau tham nhũng, làm giàu cho cá nhân, bỏ mặc trách nhiệm chung. Truy cứu trách nhiệm bằng các hình thức kỷ luật của đảng và tước bỏ những chức vụ
từng màng, dùng các biện pháp hành chính để xử lý, thậm chí là xem xét trách nhiệm hình sự, giống như dát vàng, nhưng đều là vàng giả. Chẳng hạn như chuyện của bà Nguyễn Thị Thu Hường, hiệu trưởng trung học Ngô Quyền ở quận Lê Chân, Hải Phòng đã tự chế tạo đủ loại phí, quỹ để buộc phụ huynh phải đóng góp, thu chi tùy tiện, thiếu rạch ròi và có dấu hiệu thầm lặng. Đây là hình ảnh ông Lê Hồng Sơn, bí thư huyện Cô Tô, Quảng Ninh, vừa bị tố cáo cưỡng hiếp một nữ công chức có chồng là công an. Vụ này đã gây ra sóng gió khắp nơi trong dư luận trong và ngoài nước, khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một thêm mất niềm tin từ nhân dân. Chuyện này hoàn toàn không mới và không chỉ xảy ra ở trường này như trước đây, và sau này sẽ có bao nhiêu cán bộ quản lý, giáo dục tiếp tục bị khởi tố tống giam vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Câu hỏi này cũng được đặt ra với trường Ngô Quyền ở Hải Phòng. Chẳng hạn như chuyện ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện Cô Tô, Quảng Ninh đã bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ công chức. Trước ông Sơn đã từng có hàng loạt viên chức bị cáo buộc xúc phạm nhân phẩm và thân thể hoặc cưỡng hiếp nữ thuộc cấp. Nhưng có biết bao nhiêu viên chức lập tức bị đình chỉ công tác để điều tra hay không? Điều này thật khó dưới thể chế của Đảng Cộng sản độc tài toàn trị, vì báo chí không độc lập thì không thể moi ra những vụ này đến cùng. Đâu phải tự nhiên mà nhiều người tin rằng ông Sơn dính bẫy bởi các hệ thống vốn đã từng tha không ít đồng chí, không chỉ sai phạm tương tự nhiều lần mà còn đe dọa, khiến nạn nhân không thể tố cáo và họ lại buộc phải im lặng vì cuộc sống của mình. Cứ như thế, các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nạt người dân, bắt nạt đồng nghiệp. Tương tự, lẽ nào cũng có thể xem việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Cục Quản lý Dược khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý Dược và khiển trách Cục trưởng của Bộ Y tế như bằng chứng của sự nghiêm minh. Điều này quá nhẹ. Khi người dân phạm tội thì bị đi đem ra xét xử, còn các quan chức chỉ bị kỷ luật và cảnh cáo mà thôi. Vì sao người Việt Nam đã nhận ra từ lâu rằng các viên chức lãnh đạo của Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm để nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh, liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trong nước. Rất nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự, thế mà đến bây giờ, Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng mới đột nhiên nhận ra những yếu tố đó đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Và chuyện đến bây giờ, ông Trương Quốc Cường, nhân vật đang đảm nhận vai trò Thứ trưởng Bộ Y tế, mới bị khởi tố và đề nghị truy tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khi còn là Cục trưởng, trưởng Cục Quản lý Dược, chẳng khác gì trò hề. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố liên quan đến vụ Việt Nam Pharma đã được xét xử trước đó 6 năm. Vụ Việt Nam Pharma nhập khẩu kinh doanh thuốc giả bùng lên cách đây 6 năm, nhưng vì sao đến bây giờ hệ thống tư pháp mới nhìn nhận ra là cần truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Cường như vậy? Vụ án Việt Nam Pharma khởi tố từ tháng 11 năm 2015, xét xử sơ thẩm lần thứ nhất từ tháng 8 năm 2017. Thế mà ông Cường vẫn được lựa chọn bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. Vì sao lại thế? Dư luận đã đặt ra câu hỏi. Và tiếp tục là không có câu trả lời và tất nhiên không có ai phải chịu trách nhiệm, kể cả người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến giờ gần 2 tuần sau khi Nucleus Cooker, nhân vật có biệt danh là Jack D, công bố video clip ghi cảnh chế biến bò rát vàng rồi rắc muối đút vào mồm cho ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị thưởng thức tại London. Tuy nhiên, tất cả Ủy viên Bộ Chính trị, Văn phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, phát ngôn viên Bộ Công an cho đến đương sự cùng im lặng một cách đáng ngờ. Có thể vì im lặng cũng là vàng, kể cả với Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan gần đây đảm trách vai trò dát vàng cho chính thể. Chuyện nhà thì quáng, chuyện ngoài thì sang. Từ khi Bộ trưởng Bộ Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng bên Anh bị bại lộ,
Hơn một tuần qua, cả hệ thống truyền thông lề đảng im như thóc. Hơn 800 tờ báo và các cơ quan báo chí truyền hình địa phương của nhà nước này không hề viết một câu. Cũng câu chuyện tương tự xảy ra hơn 3 năm trước với Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, thì nhiều tờ báo trong nước lại lớn tiếng lên án. Đây là hình ảnh vào ngày 19 tháng 9 năm 2018, báo Một Thế Giới trong nước đã có bài viết rằng Tổng thống Venezuela ăn thịt bò hút gì gà trong khi dân đói. Đây là hình ảnh từ năm 2018 cho báo Dân Trí đưa hình Tổng thống Venezuela cũng ăn bò rắt vàng tại nhà hàng của Thánh Rắc Muối phục vụ, không khác gì ông Đại tướng Tô Lâm bây giờ. Cũng dẫn nguồn từ tin hãng thông tấn Reuters, bài báo cho biết trên đường về Venezuela sau chuyến thăm Trung Quốc để vay thêm tiền, vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đã ăn thịt bò bít tết tại nhà hàng Rắc Muối ở Istanbul, khiến người dân Venezuela đang đói ăn phẫn nộ. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, báo Dân Trí giật tít rằng Tổng thống Maduro hút xì gà, ăn thịt bò, ngập bàn, dân đói, Venezuela phẫn nộ. Bài báo cũng có đoạn viết như sau. Đông đảo người dân đã lên án Tổng thống Venezuela khi ông dùng bữa tại nhà hàng Bít Tết Nukes nổi tiếng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trên đường về từ chuyến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, vụ việc tương tự xảy ra với ông Tô Lâm, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, không riêng trên mạng xã hội Việt Nam mà hầu hết các tờ báo lớn ở Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và báo chí châu Á đều đưa tin này. Nhưng truyền thông Việt Nam bịt mắt, bịt tai, xem như chuyện này chưa hề tồn tại. Và qua đây, người dân cũng đánh giá rằng dường như tất cả các nhà báo trong nước cũng đồng loạt tự khóa mõm. Rõ ràng là chuyện nhà thì quáng, còn chuyện ngoài thì sáng. Đây là hình đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã mua quốc tịch đảo Ship tới 2,5 triệu đô la. Sau khi bị báo nước ngoài đăng tải thì trong nước mới biết. Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo của Việt Nam, mỗi lần bị chiếu đèn là đều cơ man những lỗi. Lỗi to, lỗi nhỏ, lỗi từ tư tưởng, đạo đức đến lỗi năng lực, lỗi trách nhiệm đủ cả. Vậy mà cũng con người đầy lỗi ấy chỉ đâu vài ba năm trước tìm cho được, soi cho thấy một ít tí khuyết điểm khó cực kỳ. Nó tựa như tuyến tính nhân vật trong chuyện cổ tích dân gian. Đã là nhân vật chính diện thì tốt từ đầu chí cuối, xấu thì xấu cả tổ tông họ hoàng. Họa hoàn lắm mới được cứu vớt bằng chút tỉnh ngộ ở giờ chót. Trong chuyện cổ tích Tấm Cám, mẹ con Cám xấu và ác, Tấm hiền lành và tốt bụng. Ấy vậy mà người tốt Tấm với ngày làm mắm Cám gửi cho mẹ Cám ăn. Cái dị bản này phần nào nói lên một khía cạnh quái dị của người tốt. Là chuyện cổ tích này thì hai tuyến nhân vật hẳn hoi, còn cán bộ ta thì hai tuyến nhân vật ấy là một. Có một thực tế, khi một vị cán bộ lãnh đạo nào đó ngã ngựa chẳng đợi ra tới dân đâu, ngay trong hệ thống hàng ngũ nội bộ đã có tiếng xì xầm như sau. Giờ mới biết hả? Ông ta, chị ta là vậy đó. Giờ bị rồi, mọi người mới hay, chứ nào giờ bản tánh đó có lạ gì, vân vân và vân vân. Và trường hợp này cũng y như trường hợp của ông Đại tướng Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng ở London. Ai xấu, ai tốt, ai nửa xấu, nửa tốt, hoặc ai tốt nhiều hơn xấu, ai hèn và cơ hội. Thật ra trong nội bộ biết nhau hết, có thể biết ít, biết nhiều, mỗi thứ một chút, biết tổng nhau từ năng lực đến tư cách, đạo đức, gia thế và chỗ dựa quyền lực, vân vân. Đây là hình ảnh Trung tướng Tô Ân Sô, người ngồi cạnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò bít rát vàng, từng bị phát hiện đã đeo sợi dây thắt lưng Hermes có giá tới 5.000 đô la, tức là hơn 115 triệu đồng. Thật là một sự xa xỉ, kinh hoàng với đồng lương của ông ta. Như vậy chỉ có thể tham nhũng, hối lộ mà thôi. Nhưng từ khi biết đến nhận diện rõ ràng, phê bình và việc vi phạm những điều không được làm một cách chính diện, chính thức trong cuộc họp và lưu trữ văn khố, bằng biên bản thì cảm khoảng cách vời vợi. Cho nên, một trục cũng như cả tá, ai nấy đều xếp loại cuối năm từ tốt đến xuất sắc, cả về mặt đảng lẫn chính quyền, bằng khen, giải thưởng, ôi thôi, đu cả. Nhưng khi vỡ toang thì mới toang một cách nhát, từ chính diện thành phản diện chỉ trong một nốt nhạc. Và thậm chí lại phản diện
cả bầy đàn từng chính diện trước đó. Nhìn đường dây chạy án liên quan đến giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, ông này nhất thể cô tô là rõ. Họ có thể đăng đàn mở miệng nói những điều không ai nghĩ hay có cậy em có chịu lời thì cũng chẳng ai chịu nói. Đằng này mải mê chống dịch đến độ không ai kịp điều chỉnh giá kit xét nghiệm. Họ nhúng chàm những hành vi xấu xa, độc ác ở mọi nơi, mọi lúc mà chẳng ai kịp nghĩ ra là họ bị gài bẫy hay thuốc nước. Và hình như một bộ phận không nhỏ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ thích có của để dành, lắm nhà, nhiều xe, vô số bạc vàng. Của nạ họ càng giàu thêm, mạnh lên thì đảng của họ càng nghèo đi trong gia tài lòng tin của dân chúng. Đất nước của chúng dân lại vì thế mà thêm yếu nhược. Và hình như phải đến khi chạm tay vào song sắt, họ mới có cơ may trở thành chính diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tô Lâm và chính thể thích dắt vàng giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.